Xin chào các bạn, clip hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi mở hộp chiếc camera đang bán chạy nhất thị trường hiện nay. Đây là nó có mã là i2 các bạn nhé. Về dòng sản phẩm này thì nó có rất là nhiều biến thể, nhưng biến thể trên tay mình đây là mã mới nhất, có mã là gạch A. Thì cái nâng cấp đáng quý nhất của dòng này nó là có chuẩn nén H265. Các dòng cũ thì chỉ là H264 thôi. Chuẩn nén là gì? Là khi lên H265 này thì nó sẽ lưu trữ được lâu hơn các bạn nhé, nó sẽ lưu trữ được lâu hơn. Trong hộp sản phẩm thì cũng có sách hướng dẫn, tôi bỏ qua các bạn. Đó, đây. Đây là cục sạc, nó sẽ cấp nguồn cho cam. Cọng dây nhà sản xuất đi theo là khoảng 2 mét các bạn nhé. Ở đây cũng có ốc vít và lở. Cái này chân để các bạn bắt vào cam. Đây, sau đây mình sẽ lột em này ra. Cái này là cam iMau A22 hay còn gọi là camera quả trứng, bởi vì nhìn hình dạng nó giống quả trứng. Còn cái này, đây chính là khi mà ví dụ các bạn mua cái đế, hoặc cũng các bạn có thể bắt này, trực tiếp lên trần nhà, thì các bạn sẽ gài xoáy vào đây. Đây, nó chỉ đơn giản thôi. Còn cũng thực ra là không cần, nếu mà để mà đơn giản nhất thì các bạn có thể là để con cam này ở trên mặt bàn, hoặc trên kệ tivi ở trong phòng khách, hoặc là để chỗ nào cũng được, tủ sách học tập của các cháu cũng được. Thì nó sẽ con này là nó góc nhìn nó rất là rộng. Một số tính năng nổi bật của sản phẩm như là nó có khả năng quay quét 360 độ các bạn nhé, quay sang phải sang trái hay là quay lên quay xuống. Và tính năng nữa là đàm thoại hai chiều, thì khi các bạn xem cam trên điện thoại, các bạn có thể nói giao tiếp với người nhà thông qua chiếc camera nhỏ nhắn xinh xắn này. Ở đằng sau thân của camera có thêm một cổng cắm mạng đấy, nếu mà các bạn mà lắp cam ở vị trí gần cục modem mạng, các bạn cũng có thể là cắm trực tiếp trên mạng ở đây để đảm bảo đường truyền hơn. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối cũng như cách cài đặt cho chiếc camera này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành cấp nguồn cho sản phẩm. Đây các bạn đã cắm nguồn vào cho nó nhé. Sau đó ở trên điện thoại các bạn tải cho mình phần mềm iMau về. Nếu mà dùng Android thì các bạn sẽ vào CH Play, và iOS các bạn sẽ vào App Store nhé. Phần mềm iMau Live này, một trang cam các bạn nhé, các bạn phải đặt. Đó, con cam đang quay, đang trong quá trình khởi động. Các bạn để ý là khi mà cái đèn màu đỏ nó chuyển sang đèn màu xanh nhấp nháy nhanh như này thì là nó đã sẵn sàng để chúng ta kết nối nhé. Đối với sản phẩm mới thì chúng ta không cần phải reset, nhưng đối với những sản phẩm đã từng kết nối rồi thì chúng ta ở trên cam này nó sẽ có nút reset các bạn nhé. Các bạn để ý này, đây nó có nút reset này, các bạn bấm vào giữ cho đến khi nào mà cái cam này nó kêu thì là đã reset thành công nhé. Còn ở đây là cái cam này nó mới cho nên chúng ta không cần phải reset nữa. Sau khi chúng ta đã tải phần mềm xong, các bạn hãy mở phần mềm lên. Các bạn sẽ đăng ký cho mình một tài khoản để truy cập phần mềm các bạn nhé. Mọi người chấp nhận này. Đấy, các bạn bấm đã hiểu này. Đó, các bạn cho phép hết đi. Đó, ở đây thì nó sẽ có cái mục đăng ký các bạn nhé. Các bạn bấm đăng ký này. Đó. Tiếp theo. Ở đây các bạn có thể đăng ký bằng số điện thoại cũng được, hoặc là bằng email cũng được. Nếu các bạn đăng ký bằng email, các bạn sẽ bấm xuống dưới này. Còn nếu đăng ký bằng số điện thoại, các bạn bấm trên này. Ví dụ ở đây là mình đang đăng ký bằng số điện thoại của mình nhé. Nó sẽ gửi một cái mã xác thực về đến số điện thoại đấy. Sau khi các bạn nhập, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đặt chiếc camera này các bạn nhé. Ở trên màn hình các bạn bấm vào dấu cộng. Và các bạn sẽ chọn quét mã QR. Các bạn sẽ cho nó quyền truy cập vào camera nhé. Đây các bạn, ở dưới con cam này nó có mã QR, các bạn chỉ cần đặt vào thôi. Đó. Sau đó chúng ta sẽ bấm tiếp theo. Kết nối.
Đến bước này nó sẽ hỏi cái wifi nhà bạn, thì bạn hãy cho nó kết nối với cái wifi nhà bạn nhé. Các bạn thấy cái đèn xanh nó vẫn đang nháy không ạ? Đấy, khi nó hết cái này rồi này, nó hết cái này là nó đã chuẩn bị, nó đã sẵn sàng đấy. Ở phần này các bạn có thể đặt tên cho nó nhé, các bạn sửa tên đi, ví dụ mình đặt tên là test đi. Ok, cho phần khu vực các bạn sẽ chọn cho mình chỗ, cộng 7 Hồ Chí Minh nhé, là múi giờ của mình nhé. Ok, sau các bạn sẽ bấm tiếp theo. Bạn muốn sử dụng cái thiết bị ở đâu thì tùy vị trí của bạn, bạn đặt ở đâu được, thế cái này không quan trọng nhé, mình giả sử đặt ở cửa hàng đi. Rồi, kích hoạt đồng thôi, mình để sau đi. Đó, sau đó mình sẽ đi vào phần cám luôn. Đúng. Cậu thấy không? Để mà nghe được âm thanh từ chiếc camera này phát ra thì các bạn sẽ bấm vào biểu tượng cái loa này các bạn nhé. Các bạn bấm vào biểu tượng loa này. Alo, alo. Mình sẽ cho to tiếng lên. Alo, alo. Tại vì là mình đặt cái điện thoại và cái camera này cạnh nhau cho nên là nó bị rú như vậy nhé. Còn các bạn muốn đàm thoại hai chiều thì sao? Các bạn sẽ bấm vào biểu tượng cái mic này. Lần đầu tiên sử dụng thì nó sẽ hỏi như vậy. Alo, alo. Còn phần đây. Chụp ảnh. Cái này là để các bạn quay phải quay trái nhé. Các bạn nhìn thấy cái cam không ạ? Các bạn nhìn thấy con cam nó quay không ạ? Còn về thay đổi mật khẩu thì như thế nào? Thay đổi mật khẩu các bạn sẽ bấm vào biểu tượng bánh răng trên này. Các bạn sẽ bấm vào đây. Thì cái phần số series này chính là cái mã của con cam các bạn nhé. Các bạn sẽ bấm vào nhãn thiết bị này. Nhãn thiết bị thì đây chính là cái mật khẩu mặc định của cam các bạn nhé. Xong đó các bạn sẽ vào phần mật khẩu thiết bị. Thì cái mật khẩu cũ chính là cái mật khẩu vừa rồi mình cho các bạn xem ấy. Mật khẩu mới các bạn sẽ nhập vào đây đó. Sau đó nhập xong thì các bạn sẽ bấm lưu ở vị trí này. Thì là các bạn đã đổi mật khẩu cho camera thành công rồi đấy. Sau đó khi mà các bạn muốn chia sẻ quyền chia sẻ thiết bị này cho những người thân trong gia đình, thì trên máy của những người thân đó họ cũng phải cải tải phần mềm này, đăng ký một tài khoản. Sau đó các bạn bấm vào dấu 3 chấm đây. Có phần chia sẻ thiết bị này. Các bạn sẽ chỉ cần nhập chia sẻ thiết bị và nhập nhập cái tên tài khoản số điện thoại hoặc là cái email mà người thân nhà các bạn đang dùng. Đó, ví dụ mình chỉ bấm giả vờ đây. Đấy, sau đó các bạn chỉ bấm tiếp là được. Là đầu đầu máy bên kia nó sẽ nhận được thông báo là các bạn bấm vào đồng ý là sẽ xem được nhé. Các bạn có cần bất kỳ thông tin hoặc là thắc mắc gì về sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với bên mình nhé. Cảm ơn các bạn.